Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Ung thư phổi giai đoạn 4, đừng từ bỏ hy vọng. Hỏi về xét nghiệm biomarker, chương trình này được tài trợ bởi AstraZeneca. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến một bản thảo từ ông cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton viết về những diễn biến quan trọng nhất xảy ra trong lúc ông cố vấn cho Tổng thống Trump. Nhiều vấn đề lắm, nhưng mà điểm quan trọng mà tờ New York Times trích đoạn từ bản thảo này liên quan đến việc là liệu thực sự Tổng thống Trump có gọi điện đàm và áp lực bên phía Ukraine và ngừng viện trợ cho Ukraine hay không. Và qua đó, điều đó có. Thế thì, cái vấn đề chính tại sao nó lại nổi lên vào hôm cuối tuần sau khi New York Times lại trích đoạn cái bản thảo của ông John Bolton? Là vì trước đó, những người luật sư, bắt đầu từ hôm thứ Bảy, là luật sư của ông Trump cũng như các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ Tổng thống Trump là đưa ra những cái luận cứ để bác bỏ tất cả những gì mà ông Adam Schiff, ông dân biểu của California, ông là chủ tịch Impeachment Manager, ban quản trị luận tội Tổng thống Trump. Thì ông Adam Schiff đưa ra tất cả những cái chứng cứ để cho thấy là Tổng thống Trump lạm dụng quyền lực, cản trở quốc hội như thế nào. Và các vị luật sư của ông Trump, trong đó đa phần là những người đã, trong đó có ông Kenneth Starr. Và một cái điểm quý vị đang nhìn thấy, một trong những người luật sư và kể cả ông Kenneth Starr đó, cái điều họ mới nói là một cái người mà làm công tố thì cũng có thể quay sang làm luật sư biện hộ đấy. Cho nên ông Kenneth Starr dưới thời cái cụ luận tội ông Bill Clinton là làm công tố, là ông này là bị buộc tội và phải bị truất phế. Giờ đây thì Kenneth Starr nói ông Trump không có gì mà phải bị luận tội hết trơn á, không có phải bị truất phế. Thì đó là cái luận cứ mà lẽ đương nhiên cái điều này nó là bình thường thôi. Những ai ủng hộ ông Trump thì phải bênh vực cho ông thôi. Và đảng Cộng Hòa không muốn một người tổng thống của đảng Cộng Hòa lại bị truất phế như thế. Nhưng các vị thượng nghị sĩ khác, trong đó có những người cũng từng có cái quan điểm chống đối ông Trump. Ông Mitt Romney, thượng nghị sĩ của Utah, rồi Susan Collins của Maine, rồi một vài thượng nghị sĩ khác nữa. Thì sau khi họ đọc được cái chi tiết mới liên quan đến lời chính thức của ông cố vấn an ninh quốc gia, người thân cận nhất trong tòa Bạch Ốc với Tổng thống Trump là ông John Bolton, lại khẳng định là ông Trump đã tìm cách ngăn cản tiền viện trợ cho Ukraine, tìm lấy cái sự lợi cho mình. Lợi cá nhân ở đây có nghĩa là yêu cầu bên phía Ukraine điều tra cha con ông Joe Biden và Hunter Biden để làm lợi chính trị cho Tổng thống Trump. Điều đó John Bolton đã khẳng định và ông là người chống đối cái chuyện đó dữ dội. Thế thì có 5 điểm mà tờ New York Times trích thuật và đưa ra từ cái văn bản của bản thảo của ông John Bolton. Thứ nhất là Tổng thống Trump rõ ràng theo lời ông Bolton đã sẵn lòng để đưa tiền viện trợ nếu như mà ông nhận được cuộc điều tra từ phía Ukraine. Điểm thứ nhì, Tổng thống Trump rõ ràng là không có mặn mòi gì với các viên chức cố vấn an ninh quốc gia at odds, không có một cái sự hài hòa làm việc thuận tiện. Ông John Bolton nói, ông nói chuyện với ông Bộ trưởng Tư pháp William Barr và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo về ông Giuliani. Và hiện nay thì bên phía Đảng Cộng Hòa hoàn toàn không muốn đưa ông Giuliani, mặc dù Đảng Dân Chủ rất muốn bắt ông Giuliani ra để làm nhân chứng, bởi vì ông là tâm điểm của cuộc điều tra mà Tổng thống Trump muốn Ukraine phải cung cấp. Điểm kế tiếp, mặc dù ông John Bolton thực tâm là muốn ra
để đưa ra tất cả những chi tiết mà ông thấy là sai trái trong tòa Bạch Ốc. Thế nhưng White House doesn't want him to. Tòa Bạch Ốc không muốn ông xuất hiện và bằng mọi giá ngăn cản. Thượng viện bây giờ không muốn, bởi vì ông John Bolton ra là ông gây hại thôi. Cho nên họ không muốn ông làm nhân chứng. Manuscript introduced a significant twist to the impeachment trial. Cuối cùng điểm thứ 5 là rõ ràng cái bản thảo này đã lật ngược tình thế mà người ta nghĩ rằng thôi thôi, bản Đảng Cộng Hòa làm cho lẹ và có khả năng trong tuần lễ này, theo dự châu, tuần lễ này là Đảng Cộng Hòa sẽ xóa tội cho Tổng thống Trump, diễn biến cho thật nhanh. Tuy nhiên bởi vì cái văn bản này và người ta thấy rõ ràng thực sự là ông cố vấn an ninh quốc gia không đồng tình với quan điểm của Tổng thống Trump nói chuyện với Tổng thống Ukraine và ngăn ngừa cái tiền viện trợ. Cho nên đó là lý do mà ngày hôm qua ông thượng nghị sĩ tiểu bang Utah Mitt Romney cùng với bà Susan Collins tuyên bố là họ muốn ông John Bolton và muốn có nhân chứng, một điều mà Đảng Cộng Hòa không hề muốn. Thế thì cái diễn biến trong thời gian tới sẽ như thế nào? Ngày hôm nay luật sư và Đảng Cộng Hòa sẽ có thêm mười mấy tiếng đồng hồ nữa, họ làm việc từ bây giờ đến tối luôn để tiếp tục một lần nữa ngăn cản họ, khỏi nói là không cần nhân chứng nữa. Nhân chứng chúng ta đã nghe quá đủ rồi trong thời gian qua dưới sàn của Hạ Viện. Bây giờ họ không muốn có nhân chứng để làm cho thật lẹ cái vụ này để xóa tội cho Tổng thống Trump. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và gửi đến quý vị bản tin chi tiết vào ngày mai. Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi mà tất cả những người hâm mộ ở tại Hoa Kỳ và có cả trên thế giới đang thương tiếc về Kobe Bryant, thì trong những ngày qua có một người phụ nữ, hiện nay cô này cô cũng đang sống trong lo sợ, là bởi vì có thể nói cái con số chính thức là gần cả chục ngàn người cho biết là nếu mà cổ không đưa ra cái lời xin lỗi thì có thể là họ sẽ tìm đến nhà cô này và đe dọa giết cổ, gây nguy hiểm cho tính mạng của cổ và gia đình. Thì cái chuyện xảy ra cho nữ ký giả Felicia Sonmez, thưa quý vị, cô này đó là nữ ký giả kỳ cựu chuyên cover cái mảng chính trị cho tờ Washington Post. Thì buổi chiều hôm Chủ nhật, ngay sau khi mà cái tin tức Kobe Bryant bị tử nạn đưa ra, thì cô này cổ lại trên Twitter đó, cổ tweet lại một cái phần tường trình đặc biệt vào năm 2016 của tờ báo Daily Beast, thưa quý vị. Quý vị cũng biết là vào năm 2003 đó, Kobe Bryant bị một cái cáo buộc cưỡng hiếp, nhưng mà sau đó cái tội hình sự đó đã được hủy bỏ, nhưng mà anh này ảnh đã phải đền bù một số tiền không được tiết lộ cho nạn nhân ở ngoài tòa. Và sau cái chuyện này đó, thì khoảng thời gian gần đây trong một cái buổi interview thì Kobe Bryant có thật sự ảnh giống như là gần như là ảnh thú nhận là lần đó cái người nạn nhân đó không có đồng tình quan hệ tình dục với ảnh, nhưng mà ảnh là người đã cưỡng ép cổ, nhưng mà ảnh không có nhận là ảnh cưỡng hiếp. Khi đó thì ảnh nghĩ là cô này cổ đồng tình, nhưng mà bây giờ nghĩ lại cái chuyện đó thì ảnh nghĩ ảnh thú nhận là cổ không có hoàn toàn 100% đồng tình. Thì cái chuyện năm 2003 là một cái vết nhơ trong cái suốt cái chiều dài thi đấu của ảnh. Thì cái cô này trong lúc mà tất cả mọi người thương nhớ về ảnh và họ tưởng niệm về những cái thành tựu cũng như là cái cống hiến của Kobe Bryant, thì cổ lại đăng lại cái bê bối của anh này. Thì sau chỉ trong vòng có vài giờ đồng hồ thôi đã người ta tìm ra được địa chỉ nhà của cổ và họ đăng lên trên mạng, thưa quý vị. Và cổ đã chụp lại cái hình, cái email của cổ cho thấy là cả hơn 10.000 người email vào đe dọa là sẽ giết cổ, thưa quý vị. Thì cái vấn đề ở đây là cổ báo cho người chủ biên tập của Washington Post thì được yêu cầu là cổ đừng có ở nhà, đi mướn khách sạn ở, thưa quý vị. Yeah. Và nhưng mà cái vấn đề là thay vì là Washington Post đưa ra những cái tuyên bố là bảo vệ cái quan điểm của cổ, nhưng mà họ ngay lập tức người chủ biên lại yêu cầu cổ nghỉ việc có ăn lương, bởi vì họ nói rằng cái việc mà cổ đăng lên cái Twitter như thế này nó đã vi phạm vào cái điều luật về mạng xã hội của Washington Post. Họ không có nói là bởi vì cái hành vi đăng cái bài viết của Kobe Bryant, nhưng mà có nhiều người họ nói là có thể vì cái việc mà cổ chụp lại cái màn hình email, trong đó có email của những cái người chủ biên ở trong đó, là cái vấn đề chăng. Thì cái chuyện này hiện nay đang gây tranh cãi rất là nhiều, khi mà đa số những người phóng viên ở trong ngành ủng hộ cái việc làm của cô này và chỉ trích cái việc Washington Post đã bắt cổ nghỉ việc có ăn lương, thưa quý vị.
Và đó là cà phê sáng thời sự quốc tế trong ngày của Lưu Đoàn Sài Gòn TV. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Ngay bây giờ mời quý vị giữ nguyên làn sóng này theo dõi các chương trình thường lệ của đài. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.